Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Huy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây qua Phần. Có thế giới tên là Cần Lãng, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lãng xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lãng có
bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng. Xa lời vắng lại trong cõi Cần Làng, có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu, mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh. Sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phong cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phong lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng. Sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đứng phân ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương Cần Làng, thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và xa lời Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ma thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xa lời phần ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao, và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng
không bị chướng ai, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng phần đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại đứng phần đó có vô lượng vô biên, thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của đức phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện, trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Đề nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mòn chỗ, xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cực là của đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều tại nước mình.
mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh sừng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh sưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới vương băng có đứng diêm kiên phật tôi thắng âm phật nan trở phật nhật sanh phật vong minh phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sao niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phật danh văn phật danh quang phật đản ma phật phạm trang phật trì pháp phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chân tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di chân phần hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và của ca đứng phân nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy
không thôi chuyện nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kim trượt kiên trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này. Xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ phí tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại. Khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng
Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mê, vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chứ nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Thần chú đúng bừng quang minh, ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, bà đi bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mang lễ. Nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, dồn trôi lăn mãi trong
vòng lùng đảo anh. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trùng bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ anh. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giang từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự giang giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh bâng thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự ái dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si
ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi thiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm. Ăn miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo. Tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa. Ở trong thân quyên bất hòa, hai tranh hai cãi người xa lánh dần. Miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn.
với người gây gỗ tranh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoang dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan có nỗi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghi kỵ lẫn nhau vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không mà ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên an âm thanh tam thứ đủ duyên biện tài bốn thứ chu viên tự thành phán ngôn lời lẽ đành rằng nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh ai nghe cũng thỏa tấm lòng mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền ngôn từ bất tuyệt liên miên khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu
Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trưng đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Giữ Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, tâm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phát sanh, lưỡi thèm thịt béo cá tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lửa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tượng cao siêu, ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phân đàn.
Cùng hàng Bồ Tát thấy xa ấy, niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám y công đức cũng đồng diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hổ thế gian Phật. Nam mô danh Long Tự Tại Thinh Phật. Nam mô danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô Công Đức Trụ Trì Phật. Nam mô danh Diệu Thắng Tư Tài Tướng Thông Xưng Phật. Nam mô danh Diệu Thắng Tư Tài Thắng Phật. Nam mô danh Lạc Pháp Phân Tận Phật. Nam mô danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật. Nam mô danh Hiệp Tụ Na La Diệm Vương An Toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy y hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trưởng Thượng Tôn Vương ấy Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư Tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay con sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay con sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thị
thí mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vắng chín bừa đất đai, của người sang đòa công khai, của công bọn rút mà xài bia phiến ăn. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đảo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vu cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian anh. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàn không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn ấy loài. Nam mô công đức tự tại Phật. Nam mô thính tự tại Phật. Nam mô thế tự tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam